Hay các bạn chào mừng các bạn đến với kênh đinh lan food and horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha thì có một số bạn muốn nghe những câu chuyện tâm linh mà về người ta gặp mà người âm mà người ta có giao tiếp với người âm thì đây là một trong những thể loại mà tân cũng kể khá nhiều thì tân dòng lại với một câu chuyện của một anh fan anh là fan của kênh và tân thấy cuộc sống của anh tương đối là buồn cô độc và khi anh nhắn cho Tân ấy, Anh kể câu chuyện Thì anh cũng nhắn những cái dòng chữ Khá là cục ngủng và Dành giống như là Dành cho những người cô độc Người ta có những cái ngôn từ giống vậy Như một cái người viết văn Nhưng mà những cái đoạn văn buồn Thì anh có chia sẻ Là anh đã từng thấy tâm linh Và đã giúp cho một cái linh hồn Một người anh quen À thì anh mới chia sẻ câu chuyện của anh như sau anh sinh sống ở châu âu anh không nói mình ở thành phố nào ở quốc gia nào anh chỉ nói là mình qua đó để làm việc trong cái quá trình mà anh ở bên đó thì anh được điều đến một cái nhà xưởng cái nhà xưởng đó nó ở xa cái nơi cách đây anh sống cho nên anh phải đi thuê một cái nhà để anh ở gần cái nơi anh làm việc mà phải làm việc ở đó nhiều năm thì đối với một cái người à, Việt Nam giống như anh à, sinh sống ở châu Âu thì mình không có quyền lựa chọn tại vì mình không có thể nào mà có nhiều cái cơ hội để mình nhảy việc cho nên công ty á, mà điều mình đi đâu mình phải chấp nhận đi đó thì khi đến đây anh phải tự thuê nhà anh tới một cái khu khá là yên tĩnh anh mới phát hiện ra là hai dãy nhà bên trái và bên phải nó y như nhau à, nó mới khác gì nhau hết nó y như nhau thì anh mới lập tức anh nhìn bên trái hoặc nhìn bên phải thì anh mới thấy là anh muốn ở cái dãy nhà bên phải hơn. Bởi vì nắng nó chiếu vô. Thì anh muốn nắng chiếu vô để cho nhà mình nó không có bị ẩm thấp. À đàn ông mà các bạn. Họ ở thì một tuần lễ mới đi giặt đồ một lần. Cho nên nhà là phải sáng sủa. Ẩm thấp là rất là dễ có mối, có rệp. À anh chọn cái dãy nhà bên phải thì khi mà ảnh thuê xong rồi ảnh vô ảnh mới thấy là một sai lầm là tại vì thứ nhất là cái nhà nó bít bùng cửa sổ nó nhỏ xíu à nó không có lớn mà hai cái cửa sổ lớn á, thì nằm ở bếp mà cái góc bếp á, thì đâu phải góc làm việc đâu mà nó nhìn ra một cái khu rừng rất là buồn còn cái phòng làm việc á, cái cửa sổ nó nhỏ xíu nó nhỏ đến mức mà nó giống như cửa sổ hành lang của chung cư chứ cũng không phải là cái cửa sổ mà 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 cho người ta ngồi đó để làm việc nữa. Và lúc đó là nhìn ra bên ngoài là thấy dãy nhà bên kia là thấy được đúng bốn căn nhà. Nhà lầu 1, nhà lầu 2, nhà lầu 3, nhà lầu 4. Nhưng anh thấy một chuyện, cái nhà bên đó đối diện với mình là cái cửa sổ nó to hơn. Nó có cả những cái ban công ẩn và cái cửa sổ tràn viền nhưng mà bây giờ muộn màng rồi muộn màng lúc đó mình không chịu coi mình lại kêu công ty nó bút nó bút ngay đúng chỗ đó thì bây giờ anh lên anh ở đỡ một thời gian thì anh có chia sẻ anh nói là mình không có lo là tại vì thứ nhất là những người ở đây là họ đều thuê nhà nhưng mà làm ở vòng vòng đây đó thì họ sẽ nhảy việc liên tục người nước ngoài không có giống người việt nam người việt nam mình thì làm ở đâu làm ở đó còn người nước ngoài bên đó họ nhảy việc chỗ nào có lương cao họ làm. Còn anh anh là người của công ty, nó ổn định rồi, không có cần phải nhảy việc nữa. Cho nên là anh mới ngồi anh đợi. Anh đợi những người đó họ nghỉ việc á, họ nhảy việc thì họ sẽ trả nhà rất là nhanh. Thì anh sẽ qua anh thuê lại. Bây giờ mình cứ ngồi mình đợi thôi. À. Nhưng mà bạn biết không, cái chữ ngồi đợi đó nó nhiêu khê lắm. Mình dùng từ là mình ngồi mình đợi mà đợi 1 2 năm Tại vì có những người người ta Đâu phải ta vô ở một hai tháng ta đi đâu phạn người ta cũng biết tính chứ Nếu mà ở vậy ta mất tiền cọc rồi đâu được Ta phải cống hiến cho cái nơi nào đó một năm hai năm Người ta mới nhảy việc ta đi Hiếm hôi lắm Hiếm hôi lắm Mới có cái nhà nó đi sớm Như mình mong muốn Thì anh cứ đi làm Sáng làm tối về Sáng làm tối về Và anh cũng chỉ có canh bốn cái căn nhà qua khung cửa sổ của từ cái phòng làm việc của anh thôi thì có một ngày anh về anh phát hiện ra cái nhà ở lầu 2 là không có người ở nữa anh mừng quá à anh mừng quá anh lập tức sáng hôm sau anh qua anh báo ở bên đó là anh muốn mướn lại cái nhà lầu hai bên kia và anh cũng đã nhiều lần anh đứng anh nhìn từ cái hướng bên đó thì anh thấy là cửa sổ bên đó nhìn ra khung trời nó đẹp hơn và buổi chiều thì nắng nó cũng vô bên kia đón nắng sáng thì bên ngược lại đón nắng chiều anh rất là muốn có cái, cái nhà lầu hai đó nhưng muộn màng bởi vì anh làm sáng làm tối về sáng làm tối về cho nên là có người, ta vô người ta thuê rồi trời ơi, anh buồn tiếc hồi hội buồn ơi là buồn anh mới về nhà anh anh ngồi anh suy nghĩ anh suy ngẫm tại sao mình dở quá mình không nói trước mình không làm quen với những người ở đây lỡ có nhà nào mình vô mình bút liền thì anh mới suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì vô tình anh thấy cái nhà lầu hai nó sáng đèn thì khi cái nhà lầu hai nó sáng đèn đó anh nhìn qua là một cô gái người châu âu mà cổ rất là đẹp cổ đẹp lắm mà bạn biết rồi à ban đêm mà nhà bên đó thì cổ ở nhà cổ mà cô thuê cô đâu có bận đồ gì trang trọng bận đồ nhà thôi đồ gia đình thôi mà bạn biết là người nước ngoài ở nhà họ bận đồ thoải mái lắm anh này bên này thì thấy như vậy cũng thích cũng mê nhưng mà thứ nhất là mình người việt thứ hai mình cũng sợ một cái người đẹp thì chắc chắn có bộ chắc chắn phải có người yêu rồi. thì nhiều lần anh quan sát thì anh mới thấy cô này ở một mình mấy bạn cũng sáng đi làm cùng giờ tối về lâu lâu thì cổ có đi qua đêm chắc là đi bar đi club gì đó mình không biết anh cũng không chia sẻ lắm nhưng mà anh nói là đa số thấy ở nhà rất là ngoan sáng đi làm là cùng một giờ với nhau thì sáng ra hai bên nhìn thấy nhau đi xuống cùng một khu mà anh có cười mấy lần anh cười với cổ rồi từ từ hai người làm quen khi làm quen đó thì cổ giới thiệu anh cũng giới thiệu thì anh có nói với cổ là Tôi thích cái nhà của cô lắm. Đúng ra nhà đó là tôi thuê đó. Nhưng mà cô thuê trước rồi. Anh có tâm sự là cái view ở bên nhà anh nó rất là bích bùng. Nó cần một cái không gian thoáng đảng giống như nhà của cổ. Thì cả hai bắt đầu có cái chung về cái phong cách ở. Cả, cả hai bắt đầu chia sẻ những buổi cuối tuần mới hẹn nhau đi ăn, đi uống, làm bạn. Thì đến một cái ngày, cổ mời anh lên nhà cái mục đích mời lên nhà ở đây á, là để anh có thể nhìn từ cái view nhà của cổ có hợp lý hay không thứ hai là cổ cũng có chút tình ý với anh muốn thổ lộ và làm bạn thôi nha đừng suy nghĩ bậy fan của tôi được cái là trí tưởng tượng rất kinh hồn cứ hễ mà nam nữ lên nhà là nghĩ đến chuyện đẻ luôn rồi không có nha người ta cũng đàng hoàng con gái châu âu tùy người con gái Tây cũng tùy người Không phải ai cũng dẫn lên là quệ nhau cũng có Lên cổ pha một cái tách trà Ngồi cả hai nhìn ra bên ngoài Nhưng mà lúc đó là ban đêm Cho nên cái anh nhìn thấy nó, nó cũng tạm tạm Nhưng mà nó thoáng hơn cái góc làm việc của anh Hai bên nói chuyện thì cô có đề nghị Là tụi mình làm quen đi Làm bạn, thân hơn mất tình bạn một chút Cùng chia sẻ những cái buồn vui ở cái vùng đất này và cô sẽ giúp anh canh ở đây có nhà nào giống vậy mà người ta sắp chuyển đi cô sẽ nghe ngóng cô báo anh phải qua anh thuê liền thì nếu một thời gian cô nói thẳng luôn nếu mà một thời gian mà tôi với anh hợp mà mình đến với nhau như là người yêu xây dựng tương lai thì anh trả cái mặt bằng của bên anh đi anh qua anh ở chung với tôi hoặc tôi qua tôi ở chung với anh hai người cùng xe cái tiền thuê nhà fan của mình anh này ảnh quá hạnh phúc. Trời ơi một cái cô gái mà trong mơ. Một cô gái đẹp mà lại thích mình mà tỏ tình như vậy quá ok. Sau cái buổi đó cả hai thân mật hơn. Anh mới đi về. Thì hôm sau đó chưa có kịp tiến thêm một bước nào nữa thì bên Việt Nam báo là mẹ anh mất. À cuộc đời các bạn thấy. Tưởng là có những cái giây phút kỷ niệm thì việt nam báo mẹ mất anh lập tức phải xin phép công ty để về việt nam lễ tang mẹ thì khi về bên đó cũng đã muộn mà muộn rồi tại vì mất xong là người ta chuẩn bị xong xuôi hết 3 ngày là người ta chôn về là, là thấy chôn mẹ rồi chứ không có kịp nữa đâm ra là anh buồn anh ở đó một tuần hơn ở việt nam tuần hơn anh mới bay trở về lại bên đó <laughs> Khi bay về bên đó thì anh rất là muốn gặp lại cái cô này Để mà anh chia sẻ cái nỗi buồn Vì cuộc sống cô độc mà Cuộc sống rất là buồn Không có ai là bạn bè, không có ai nói chuyện sáng làm tối về, sáng làm tối về Cái ngày nghỉ duy nhất là ngày đi giặt đồ <laughs> Đi mua đồ ăn cho cả tuần Đi chăm lo cho cái căn nhà mà cũng phải nhà mình không có dám ăn uống gì hết Gửi tiền về cho mẹ Bây giờ mẹ mất rồi Người thân cũng còn ai à Bây giờ chỉ có trông cậy vô cái tình yêu mới chớm nở thôi Anh về Thì cái lúc mà anh về tới Cái 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 chỗ anh ở đó Thì trời cũng đã khuya rồi Quá cảnh mấy lần rồi à, Thì về tới nơi anh mới ngủ Anh ngủ một giấc đến sáng Thì sáng ra anh không thấy cô đi làm Mà nhìn qua bàn làm việc Thì cũng không thấy rõ bên trong nhà Mà thấy có mở đèn Mà cái đèn nó rất là le lói Tại buổi sáng các bạn Ánh sáng nó đánh đó, thì mình rất là khó nhìn tại đánh vô nhà mình mà mình khó nhìn lắm ánh sáng ngược thì lúc đó là ảnh đi làm ảnh nghĩ bụng là thà chiều mình về thì mình cũng sẽ gặp thôi thì đi làm thì cái ngày đó công ty biết là mẹ mất ảnh mất cho nên làm một cái buổi tiệc giống như là người ta cũng làm cái buổi tiệc để cho thân mật hơn cái, 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 chia sẻ cái nỗi buồn với anh cho nên anh đi làm về khá khuya bình thường là sáu bảy giờ nhưng bây giờ đi đến 10 giờ mới về thì 10 giờ về đó Anh đi lên trên nhà của anh À Lên nhà anh thì anh nhìn qua cái bàn làm việc Ngà ngà say anh thấy cô đang ngồi À cái cô đó cô đang ngồi Thì anh mới bắt điện thoại Anh gọi điện qua bên đó Anh muốn hẹn xuống nói chuyện Nhưng điện thoại thì reo Nhưng bên đó không bắt máy Cô vẫn đang ngồi Thì anh nghĩ là cô đang làm việc gì đó Cô đang làm cái việc gì đó Thì đâm ra là Ảnh không có gọi nữa anh đi ngủ. Sáng hôm sau xuống thì cũng không gặp. Tối hôm sau đi làm về sớm hơn. Thấy cổ đang ngồi. Nhưng mà gọi điện. Thì cổ lại không bắt máy. Sáng ngày thứ ba nữa. Đi xuống lại không gặp. Tối về lại thấy cổ đang ngồi. Mà gọi thì không bắt máy. Tức quá rồi. Ngày thứ tư. Đi làm không thấy. Tối nhậu. À tối đi chơi với bạn. Để lấy cái cái rượu bia để làm cái cái, cái cái bức bình phong để mình quậy để cho cổ hiểu cái đắp tấm lòng của mình tại vì nhiều khi mình đi về 7 ngày là có thể là người ta thay lòng đổi giả tại Anh nghĩ là con gái tay thì người ta thoáng cho nên là người ta dễ đến rồi dễ đi thì ảnh mới về thì ảnh thấy bên kia vẫn mở đèn gọi không bắt máy ảnh cầm cái điện thoại ra đúc đầu ra ngay cái cửa sổ nhỏ là anh kiểu như là tại sao em lại như vậy tại sao em mất máy trời ơi nếu không là yêu cũng là bạn dạng la lớn vậy thì các nhà xung quanh người ta chú ý người ta chú ý thì anh buồn quá anh vô anh ngủ sáng hôm sau xuống thì có một cái gia đình người ta đứng người ta đợi anh một cái gia đình bên nhà bên đó thì họ mới nói rằng là cậu là bạn trai của cái cô nhà lầu hai đó hả anh nói đúng nhưng mà tại vì tôi mới về Việt Nam mẹ tôi mất tôi dòng về cổ không bắt máy tôi muốn có một câu trả lời thì cái nhà nó mới nói rằng là cái ngày mà anh về Việt Nam đó, là cổ bị người ta sát hại trong nhà cổ bị thắt cổ và ngồi chết trong cái tư thế ngồi đến bây giờ người ta cũng không tìm ra được thủ phạm là ai gia đình chúng tôi và những người ở đây à, cũng có những cái nghi vấn đến anh nhưng mà do chúng tôi làm chứng cho anh là anh đi về Việt Nam thì ngày hôm đó cổ vẫn đi vòng vòng dưới đây. Thì đêm hôm đó cổ mất, thì hôm sau đó mới có những cái bất thường ở chung cư này. Thì lúc đó mới báo cảnh sát cho cổ mất rồi và hiện tại xác của cổ đã được đưa về quê hương rồi. Thì cái người anh thấy ngồi trong đó tôi nghĩ là linh hồn của cổ vẫn chưa đi. Anh này bàn hoàng mà. Cái cái mà mình nhìn thấy là hồn ma của cái người mình yêu mà rõ ràng là đèn có bật có nghĩa là một mình anh này nhìn thấy thôi nguyên cái khu đó ai cũng thấy cái nhà tối thui hết chỉ một mình anh này thấy cổ ngồi và đèn bật khi anh biết được cái chuyện đó anh bàng hoàng lắm cái tình yêu nó mới chớm thôi tình mẹ con thì hết rồi tình yêu nó mới chớm thôi định nương tựa chút xíu thì người yêu mình chết ngay lúc mình đi về việt nam thì anh buồn quá bạn Ông buồn quá thì tối ông mới ra ở dưới cái cái, cái tòa nhà đó đó ông cầu cơ ông cầu cơ mà ông cầu cái cô đó bạn biết cầu thì không thấy nhưng tối nằm mơ của hiện hồn cổ nói cái người sát hại cổ là có cái mùi thuốc tẩy cái người đó có mùi thuốc tẩy và tóc dài nhưng mà mọi người cứ nghĩ là một người đàn ông cho nên họ đi tìm một người đàn ông nhưng mà đó là một người có mùi thuốc tẩy và tóc dài và nhờ anh này báo lại giùm để giúp cô này minh oan thì cổ mới đi được thì trong mơ thấy được cái chuyện đó sáng hôm sau mới lên đồn cảnh sát nói mới nói rằng là tôi nằm mơ tôi thấy như vậy à trên nó có mùi thuốc tẩy và vậy 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 cảnh sát giữ ông này à, giữ anh này luôn tại thấy anh này nói có khả năng anh này là thủ phạm nhưng mà khi mà họ xét lại tất cả mọi thứ lịch trình đó thì anh này không phải ra khỏi diện tình nghi nhưng mà nhờ những cái cung cấp vi diệu đó mà người ta tìm ra cái người sát hại cô này là người lao công là cái bà lao công ở trong cái chung cư đó bà biết trong nhà cô này có để tiền mặt và một ít vàng là những cái vàng trang sức và cổ mua thôi nhưng mà bà đang cần số tiền đó và bà là một người bị nghiện, cho nên bà đã tấn công Và bà sát hại cô này, bà thắt cổ cô này ở trong cái cái nhà đó. nhưng mà do bà này là một cái người to bự, nhìn lao công nhưng mà nhìn như đàn ông vậy đó, mà là da đen, cái cơ bắp của bà ấy chắc là cũng giống như là lực sĩ vậy đó, cho nên là bà quá mạnh đi, bà xiết cô này một cái mà gọi là quá nhẹ nhàng, thì cho nên là người ta nghĩ rằng là chỉ có một người đàn ông cao 1m8 mới làm được cái cái chuyện đó thôi. Nhưng mà không ngờ là bà Long công. Tại vì người ta đâu có tiết lộ ra cho những người ở đó là, 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 ai là cái người sát hại đâu. Người ta điều tra thì người ta thấy là cái người đó phải đàn ông cao 1m8 trở lên. Người ta đi điều tra người đàn ông cao 1m8 trở lên. Thì những người ở đó người ta cũng trả lời ở đây không có ai vậy hoặc là tình nghi ai đó ta dẫn về ta lấy lời khai còn anh này thì có một mét sáu mấy thôi cho nên là cũng là không phải trong diện tình nghi nhưng mà do cái lần cầu cơ đó mà gặp cô này hiện hồn về cô nói cho biết cổ chết bởi một cái người có mùi thuốc tẩy và một cái người đó là phụ nữ tóc dài có nghĩa là cổ cũng không biết mặt cái người hại mình bị bất ngờ đến mức mà không biết mặt người hại mình mà đến tận bây giờ Những cái người xung quanh đó Những cái người cảnh sát người ta cứ hỏi hoài là Tại sao anh lại biết cái chi tiết đó Chứ tôi điều tra thì không có thì anh mới nói là người châu Á đó Có nhiều cái cách để họ tiếp xúc linh hồn Thì người ta có hỏi là Sau cái lần đó cô đó có gặp lại ảnh hay không Thì anh nói là không Sau lần đó Anh không còn thấy ánh đèn hay là cái cái dáng cô đó ngồi nữa Anh chỉ thấy bên nhà đó là một màu đen thôi và có nhiều người đề nghị anh thuê lại nhưng anh không thuê anh không có thuê thứ nhất là anh không muốn ở căn nhà có người mất thứ hai nó có những kỷ niệm buồn anh muốn giữ lại cái cảm xúc đó để có những cái kỷ niệm vui thì một năm sau đó một năm ở đối diện không thấy gì nữa một năm sau đó anh được công ty điều đi nơi khác và cuộc sống của anh hiện tại ở bên trời tây khá là cô độc anh nghe chuyện tâm linh của tân và nhiều kênh khác để anh nguôi ngoai và anh không có bị gọi là ám ảnh cái cuộc sống một mình đó Thì thật ra mà nói tân hiểu cái cảm giác mà cuộc sống người một mình Nó rất là buồn Cái cuộc sống mà người một mình á Nên sống ở Việt Nam <laughs> Bởi vì ở Việt Nam thì một mình thì cũng giống như 10 mình Nếu mà chịu khó mở lòng ra ngoài nói chuyện một chút xíu Thì mọi chuyện nó cũng không có tài Những người xung quanh hàng xóm thấy nói chuyện với mình nhưng ở nước khác thì chưa chắc đặc biệt là châu âu những vùng nước mà người ta mạnh ai nấy sống thì người ta không có giống như ở đây thì tân tặng anh tân kể câu chuyện này để cho anh có cái động lực anh tiếp tục anh công tác ở nước ngoài thực ra cuộc sống đó, đôi khi phải trải qua những chuyện nó rất buồn như bản thân tân vậy có những cái thời gian tân buồn lắm mà mình không biết tâm sự với ai À, không biết tâm sự với ai mà không biết mở lời làm sao tự nhiên mình một người lạc quan ít nói Ê hay nói chứ không phải ít nói mà thời điểm đó mình lại ít nói à, mình lại không có cái cảm giác muốn nói chuyện mà không biết nói gì với ai không biết mở lời với ai nhiều khi hẹn bạn bè ra cái mình ngồi im không không nói câu nào mình hiểu cái cảm giác đó nhưng mà ở đây thì hai người phụ nữ ra đi một người là mẹ à một người là sắp là người yêu mình đâu có gọi là người yêu được nhưng mà sắp là người yêu thì tân cũng chia buồn với anh ha? tân chia sẻ câu chuyện gặp ma của anh một câu chuyện nó nhẹ nhàng thôi những ai mà có trí tưởng tượng những cái ai mà có cái sự lắng động có cái cuộc sống gần giống vậy thì bạn sẽ hiểu cái nỗi mất mát cái sự hy vọng rồi mất đi cái hy vọng đó à nó là một cái chuyện rất là buồn tân chia sẻ với các bạn ngày hôm nay các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.